Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Scandal Việt Á, ai đã điều khiển từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tiếng Việt, tác giả Trần Văn tiếp tục phân tích chuỗi bài Scandal Việt Á, đâu là đầu bạch tuộc, với kỳ 2 mang tựa đề ai điều khiển từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Vụ việc này đang gây chấn động dư luận tại Việt Nam trong và ngoài nước. Cũng theo Đài Tiếng Nói VTV, tức là Đài Truyền hình Việt Nam, diện tích xưởng sản xuất của các bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á chỉ khoảng 10 m² và 10 nhân viên như mỗi ngày sản xuất được tới 30.000 bộ xét nghiệm COVID-19. Thực là một con số sửng sốt. Và câu hỏi đặt ra là tại sao nhà xưởng như thế, nhân lực chỉ có vậy, thiết bị sản xuất các bộ phận xét nghiệm COVID-19 chỉ vỏn vẹn có dăm, tủ, trữ lạnh và vài thiết bị tách chiết cũ kỹ, mà tháng 3 năm ngoái, Bộ Khoa học và Công nghệ lại giao cho Học viện Quân y phối hợp với công ty Việt Á thực hiện một trong bốn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, đó là nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện virus corona chủng mới. Đây là câu hỏi mà dư luận xã hội đang đặt ra. Tờ báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam từng khoe khoang giúp Việt Á rằng chỉ một tháng, tức là cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, các nhà khoa học thuộc Học viện Quân y và công ty Việt Á đã nỗ lực làm việc một cách sáng tạo, không mệt mỏi, cả ngày nghỉ lẫn ban đêm, và được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ thành lập nhất trí ý kiến đề nghị Bộ Y tế cấp giấy phép sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19. Hội đồng Khoa học Công nghệ Quốc gia họp vào ngày 3 tháng 3 năm 2021 và hôm sau, Bộ Y tế đã cấp số đăng ký để công ty Việt Á có thể kinh doanh ngay lập tức. Trong tin mới nhất về công ty Việt Á, Đài Truyền hình Việt Nam VTV cũng khẳng định phần lớn nhân viên của công ty này là kế toán, tiếp thị, bán hàng, còn 10 công nhân sản xuất chỉ là phối trộn nguyên liệu theo hướng dẫn rồi đóng gói. Dường như công ty Việt Á không có nhà khoa học nào cả. Nếu thế thì tại sao Học viện Quân y lại chọn công ty Việt Á để hợp tác và giao kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Học viện cho Việt Á khai thác để kinh doanh? Đây là điều cần phải được giải thích. Qua tờ báo Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, có thể thấy công ty Việt Á được ít nhất hai bộ trong chính phủ hiện nay là Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế tận tình ủng hộ. Chưa rõ Bộ Quốc phòng có tận tình như thế hay không, nhưng tối thiểu Bộ Quốc phòng cũng đã làm ngơ để Học viện Quân y sử dụng các nhà khoa học hỗ trợ công ty Việt Á trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên cung cấp các bộ xét nghiệm COVID-19 cho thị trường trong nước. Đây cũng là một câu hỏi được đặt đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay. Và lúc này, hệ thống truyền thông chính thức Việt Nam đang đưa công chúng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau khi VTV cho biết, trước khi trở thành nhà cung cấp bộ xét nghiệm COVID-19, công ty Việt Á từng là doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu trong lĩnh vực y tế. Doanh nghiệp này có 3.000 khách hàng, thực hiện 1.500 dự án với vốn điều lệ khoảng 1.000 tỷ đồng. Và tới lượt, báo Tuổi Trẻ công bố một phóng sự điều tra mà theo đó vốn đăng ký khi thành lập doanh nghiệp vào năm 2007 của 3 thành viên sáng lập chỉ có vẻn vẹn 80 triệu đồng Việt Nam. Tháng 10 năm 2017, sau 6 lần điều chỉnh thông tin, tuy vốn điều lệ đã tăng tới 1.000 tỷ đồng, nhưng vốn của 3 thành viên sáng lập vẫn chỉ dừng ở 20%. Nói một cách khác, 80% còn lại, tức là khoảng 800 tỷ đồng, là của những cá nhân khác mà cơ quan truyền thông chính thức chưa tiết lộ với ai. Dẫu vốn điều lệ với cả ngàn tỷ đồng, nhưng công ty Việt Á vẫn chỉ mượn một địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh làm địa chỉ chủ sở chính, chứ không đặt văn phòng gì cả. Và tại sao một doanh nghiệp như thế lại liên tục được chọn làm nhà thầu cho các gói thầu lớn của nhiều cơ sở y tế quy mô cực lớn như Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội, Quân y viện 175 ở thành phố Hồ Chí Minh và số dự án lên tới 1.500 dự án? Và tại sao Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc một doanh nghiệp như thế lại trở thành cổ đông chiếm tới 30% vốn của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học VinBiCare, một doanh nghiệp được Vingroup thành lập để sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu? Liệu việc này có liên quan đến bàn tay ma quái của ông Phạm Nhật Vượng hay không? Vào hồi tháng 6 năm nay, tức là năm 2021, khi đưa tin về sự ra đời của VinBiCare, báo điện tử Infonet gọi ông Phan Quốc Việt,
là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, người nắm giữ 30% cổ phần của Vinpearl là ông chủ kín tiếng trong ngành y tế. Lựa chọn ông Việt và công ty Việt Á làm cổ đông cho công ty sản xuất vaccine của mình, Vingroup có nhắm đến cái mà Infonet gọi là hệ sinh thái và tệp khách hàng đồ sộ của Việt Á hay không? Cho dù đang có rất nhiều cơ quan truyền thông chính thức đang giúp Vingroup giải bày rằng hội đồng quản trị của Vinpearl đã bổ nhiệm bà Lê Ngọc Chi làm tổng giám đốc mới thay ông Phan Quốc Việt. Và ông Việt cũng đã rút vốn và thôi không là thành viên góp vốn tại Vinpearl và không còn bất cứ liên quan nào đến công ty này. Nhưng chẳng lẽ chỉ cần như thế thì không cần tìm câu trả lời cho những thắc mắc liên quan đến cuộc hôn nhân giữa Vinpearl và công ty Việt Á này hay sao? Phải chăng phía sau là cả một âm mưu đen tối đang được che giấu? Cách đây khoảng 3 tháng, lúc mà người dân chúng Việt Nam đang xôn xao trước những dấu hiệu một số cá nhân, nhóm đã sử dụng chủ trương thần tốc xét nghiệm diện rộng để làm giàu, một số Facebook đã công bố hai trang của công văn số 7263 mà Bộ Y tế gửi một phó thủ tướng tên là Lê Minh Khái xin ý kiến về phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để mua sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Bản chụp công văn ký vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 này có đề cập đến chuyện Vingroup không phải là nhà thầu, không có kinh nghiệm trong bán sinh phẩm xét nghiệm, nhưng Bộ Y tế đề xuất áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu Thầu, tức là chỉ định thầu cho Vingroup cung cấp tất cả vài chục triệu bộ kit xét nghiệm cho các tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai với tổng số tiền lên tới 2.000 tỷ đồng. Trong văn bản này, Bộ Y tế còn đề xuất mua hơn 105 triệu bộ test kit kháng nguyên. Mua của Vingroup mới 25 triệu bộ test mà ngốn gần 2.000 tỷ đồng. 105 triệu bộ test kia không biết mua của ai và giá cả ra sao. Giá test nhanh bán trong siêu thị ở Đức giá chỉ có 0,95 euro, tức là chưa đầy 1 euro, mua với số lượng hàng triệu thì có thể rẻ nữa tầm có 17.000 đồng Việt Nam mỗi bộ. Bộ Y tế có văn bản xác định thanh toán tại bệnh viện là 238.000 đồng, có bệnh viện thì tính 300.000 đồng, thậm chí có nơi 400.000 đồng. Rõ ràng họ dùng test như chơi một cánh xì phé. Cốt át chủ bài là do nhà nước quyết định cấp giấy mới cho ra đường nhằm đánh vào nhu cầu đi lại làm việc kiếm ăn một cách chính đáng của toàn thể người dân. Ai có lợi không biết, chỉ biết dân suốt ngày bị đè ra, chọt chọt mũi. Nhiều chuyên gia đã lên án việc chọc là không hiệu quả, lãng phí, là nguyên nhân của dịch lây lan nhưng dừng sao đặng khi mà họ đã đặt một số lượng kit test nhiều như thế. Trong khi Bộ Y tế im lặng thì vào ngày 2 tháng 10 năm 2021, đột nhiên tờ Thanh Niên giới thiệu một cuộc phỏng vấn mà ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Vingroup dành cho tờ báo này. Qua cuộc phỏng vấn đó, ông Quang khẳng định Vingroup không trục lợi trong việc được Bộ Y tế chọn làm nhà thầu cung cấp COVID-19 test kit. Theo ông Quang, vì dịch bệnh leo thang, nhu cầu khẩn cấp, nên Bộ Y tế đã vận động các doanh nghiệp tự ứng kinh phí ra nhập khẩu các bộ test về rồi chuyển giao lại cho Bộ với giá phi lợi nhuận. Bộ Y tế sẽ làm các thủ tục mua sắm đấu thầu để tiết kiệm thời gian. Cũng theo ông Quang, Vingroup chỉ mới nhập về 15 triệu bộ và đang chào bán cho các địa phương, đơn vị trong nước theo đúng quy định về đấu thầu. Dù ký hợp đồng trực tiếp với hãng SD Biongenzo của Hàn Quốc không qua bất cứ trung gian nào để nhập về với giá 61.000 đồng một bộ, nhưng để hỗ trợ các địa phương, Vingroup quyết định tài trợ một phần chi phí để bán bộ test kit với giá 44.000 đồng một bộ. Trong khi đó, mua tại Đức chỉ có khoảng 17.000 đồng một bộ. Ông Quang nhấn mạnh rằng Vingroup không lấy đồng lãi nào và rất phẫn nộ trước những quy định và những quy trục Vingroup trục lợi. Và đó là những quy trục hồ đồ, thiếu lương tâm với tâm huyết chống dịch từ trước đến nay của Vingroup cũng như của các doanh nghiệp khác. Nay khi thông tin bùng nổ mới thấy rằng quá nhiều chuyện về bộ kit xét nghiệm Việt Á mà báo chí nói dối trắng trợn từ trước đến nay, đặc biệt là những tờ báo Nhân dân và các báo chí của Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2021 với bản tin Scandal Việt Á, ai điều khiển từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.